Xin kính chào quý vị con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có chiều hướng đang nhích nhẹ trở lại nha quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng thêm. Tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì thanh long ruột đỏ loại 1 dao động từ 17 đến 19 ngàn. Loại 2 dao động từ 12 đến 13 ngàn, loại 3 dao động từ 8 ngàn đến 9 ngàn đồng ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 2 đến 3 ngàn đồng ký tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 ngàn đồng ký. Thì lúc nào cũng có sự chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 15 đến 16 ngàn, hàng sàn dao động từ 12 ngàn đến 14 ngàn. Hàng giả có thanh long ruột trắng hiện nay dao động từ 3 đến 4 ngàn đầu ký tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn. Bò sàn thì 11 ngàn, 12 ngàn, 13 ngàn. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay dao động từ 3 đến 4 ngàn tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá thanh long có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại để cho quý bà con mình có lãi cao. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 15 đến 16 ngàn, loại 2 dao động từ 10 ngàn đến 11 ngàn, loại 3 dao động từ 6 ngàn đến 7 ngàn đầu ký tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giạt dao động từ 4 ngàn đến 5 ngàn đầu ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Thì tạm thời mình xin cập nhật giá buổi sáng, nếu giá buổi chiều có thay đổi thì mình sẽ làm thêm. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.